Mark One số 1 về Mark. What's up nè cho anh em, Tùng Chôn đây. Ở trên bàn cũng như là trên tay của mình đang là chiếc MacBook Pro Retina 13 inch có Touch Bar. Và cái phiên bản mà mình đang có ở đây nó sẽ có option cấu hình, đó chính là con chip Intel Core i5 với xung nhịp là 2.9GHz, cùng với đó là RAM 8GB, bộ nhớ trong sẽ là 256GB. Và có thể nói đây là một cái option cấu hình ở mức cơ bản nhất của cái dòng sản phẩm này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trên tay trải nghiệm nhanh cũng như là đến với những lý do là tại sao chúng ta lại nên mua cái sản phẩm này. Và cái sản phẩm MacBook Pro Retina 13 có Touch Bar năm 2016 nó sẽ phù hợp với đối tượng nào nhất, thì hãy cùng mình vào video ngày hôm nay để tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải trên tay một chút đã. Mình đã từng trải nghiệm qua khá là nhiều các cái dòng sản phẩm laptop, từ giá rẻ cho đến tầm trung rồi là đến cao cấp. Thì thực sự quan điểm cá nhân của mình là mình thấy đối với lại tất cả các sản phẩm đó thì khó có một cái sản phẩm nào đạt được tới một cái mức độ hoàn thiện cũng như là một cái sự tinh tế, đơn giản và sang trọng như là ở trên những cái dòng sản phẩm của MacBook, và cái sản phẩm này cũng không ngoại lệ. Về chất liệu thì có thể nói đây là một cái sản phẩm có nhiều chi tiết được làm bằng kim loại nhất. Các bạn có thể thấy là toàn bộ phần vỏ máy, kể cả phần đế máy và phần nắp lưng, cũng như là một cái chi tiết nữa đó chính là bản lề, tất cả những cái chi tiết mà mình vừa kể vừa rồi thì nó đều được làm bằng kim loại 100%. Thường thì các cái sản phẩm Windows khác, kể cả những cái dòng sản phẩm cao cấp ấy, thường cái bộ khung của chúng ta có thể làm bằng kim loại, những cái phần đế có thể làm bằng nhựa, hoặc đặc biệt là một cái chi tiết mà được làm bằng nhựa rất nhiều đó chính là cái phần bản lề. Thì ở trên cái sản phẩm MacBook Pro Retina 13 inch này của chúng ta thì kể cả phần bản lề cũng là bằng kim loại luôn. Chúng ta có thể thấy là chỉ trừ đúng hai cái thành phần mà mình nhìn thấy là nó không được làm bằng kim loại, đó chính là cái phần màn hình của chúng ta và những cái phím bấm của chúng ta ở đây là không được làm bằng kim loại. Còn lại tất cả những cái chi tiết gì mà chúng ta có thể làm bằng kim loại thì Apple đã làm hết bằng kim loại cho chúng ta. Và điều này thì nó tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác gì đó là nó thống nhất về mặt thiết kế, cũng như là nó sẽ đem tới cho chúng ta một cái trải nghiệm là cao cấp cũng như là sang trọng hơn rất nhiều. Nói thêm một chút về phần màn hình này của chúng ta thì tất nhiên nó vẫn sẽ là màn hình Retina và cái màu sắc của chúng ta rất trung thực và cái độ nét của nó cực kỳ cao. Mình hiếm thấy có một cái sản phẩm laptop nào có một cái màu sắc cũng như là có một cái chất lượng hiển thị nó cao như ở trên những cái sản phẩm MacBook. Một vài chi tiết về mặt thiết kế khác, ví dụ như là cái quả táo của chúng ta ở đây thì nó sẽ là táo mạ chrome chứ nó sẽ không phải là táo sáng, bởi vì là ở trên những cái thiết bị MacBook Pro Retina mới từ năm 2016 trở đi thì cái sản phẩm của chúng ta do Apple đã làm cho cái chiếc máy này nó mỏng ở mức tối đa. Chính vậy là cái màn hình của chúng ta cũng phải được làm mỏng, vì vậy là cái tính năng táo sáng đã được cắt bỏ đi. Nhiều bạn thì thích trái táo sáng nhưng mà có nhiều bạn lại thích cái mạ chrome này hơn, bởi vì là cái chi tiết này trông nó cũng rất là hiện đại chứ nó không kiểu màu mè như cái logo táo sáng. Nếu mà để so sánh với lại những cái chiếc MacBook Pro Retina 13 inch từ đời 2015 đổ về trước thì chúng ta có một cái thiết kế là đẹp hơn, mỏng hơn, nhẹ hơn, và ở cái phần mặt phím này của chúng ta thì nó sẽ có bổ sung thêm hai cái giải loa. Trước đây thì những cái sản phẩm ở đời cũ thì nó sẽ không có loa ở trên này mà nó sẽ ẩn ở phía bàn phím, và loa nó sẽ phát âm ra ở cái phần tản nhiệt cũng như là phát từ dưới phím lên. Ở trên cái sản phẩm MacBook Pro Retina 2016 này nó đã to hơn, âm bass nhiều hơn, công suất nhiều hơn. Chưa kể đến việc là cái phần màn hình này của chúng ta, cái viền cũng được làm mỏng và sexy hơn so với lại thế hệ cũ. Chính vậy là tổng thể về mặt thiết kế thì các bạn sẽ thấy một cái gì đó nó rất đẹp. Chưa kể đến việc là cái phần trackpad này của chúng ta, cái độ lớn của nó cũng cực kỳ lớn luôn. Không có bất kỳ một cái sản phẩm laptop Windows nào trên thị trường có một cái trackpad có độ lớn như thế này. Và cái trackpad này có tích hợp cái công nghệ cảm ứng lực ForeTouch, có nghĩa là các bạn có thể chạm bất kỳ một cái điểm nào ở trên cái trackpad này thì nó cũng nhận hết, và nó đều là một cái lực click xuống và rất là sướng. Trackpad là một trong những cái thế mạnh của MacBook mà không có bất kỳ một cái sản phẩm Windows nào có thể sánh ngang được. Ở đối với lại cái sản phẩm này, nó sẽ sử dụng công nghệ bàn phím Butterfly cho chúng ta một cái tốc độ gõ là nhanh hơn, tuy nhiên hành trình phím đã được giảm xuống đáng kể. Chính vậy nếu mà bạn nào mà hay sử dụng bàn phím cơ thì cái bàn phím này nó sẽ làm cho bạn thất vọng. Nhưng rõ ràng đây là một cái sản phẩm hướng tới đối tượng người văn phòng và hướng tới đối tượng người gõ văn bản nhiều. Chính vậy bạn nào mà làm trong môi trường văn phòng thì các bạn sẽ thích cái bàn phím này, còn những bạn chơi game thì cái bàn phím này coi như bỏ qua luôn. Ngoài ra một cái điểm mà mình đã nhắc ở đầu video đó chính là đây là phiên bản 13 inch và có Touch Bar. Ở trong năm 2016 thì chúng ta sẽ có hai phiên bản, một là phiên bản 13 inch không Touch Bar và phiên bản có Touch Bar. Thì cái sự khác biệt ở đây là chúng ta sẽ có thêm giải Touch Bar ở đây. Cái giải Touch Bar làm được gì thì mình cũng muốn chia sẻ nhanh với các bạn, còn để mà chia sẻ sâu thì chúng ta sẽ cần thêm một video nữa. Giải Touch Bar của chúng ta ở trên này nó sẽ giúp chúng ta có các cái
chức năng phù hợp với lại một số phần mềm. Ví dụ mình sẽ mở một cái phần mềm Note này. Đây các bạn có thể thấy là ngay lập tức ở trên cái phần taskbar nó sẽ hiện lên những cái thanh công cụ, và chúng ta sẽ không cần phải di chuột lên màn hình, chúng ta click vào, mà đơn giản chúng ta chỉ cần chạm vào cái taskbar này, nó sẽ hiện ra các cái phím chức năng. Rất là hay phải không? Chúng ta cũng có thể tăng giảm độ sáng bàn phím, rồi là màn hình, nói chung là tất cả chức năng chúng ta có thể điều chỉnh nhanh ở trên này. Chúng ta có thể gọi trợ lý ảo Siri một cách rất nhanh chóng thông qua một phím bấm. Để mà hiện các cái phím F1, F2, F3, F4 vân vân thì chúng ta chỉ cần giữ phím FN thì ngay lập tức các cái phím truyền thống của chúng ta nó sẽ quay trở lại. Rất là hay phải không ạ? Ngoài ra cái phiên bản có Touch Bar nó sẽ được bổ sung cảm biến vân tay Touch ID giống như là ở trên những cái sản phẩm iPhone và iPad. Chúng ta có thể sử dụng cảm biến vân tay để unlock máy, cũng như là chúng ta có thể là đăng nhập vào App Store vân vân và mây mây. Ngoài ra sản phẩm này nó sẽ tốt hơn so với lại bản 13 inch không Touch Bar, đó chính là chúng ta có tới tận là 4 cổng USB Type-C, và 4 cổng này kiêm luôn chức năng sạc, truyền tải dữ liệu màn hình, tất cả mọi thứ. Thời lượng pin ở trên cái sản phẩm này cũng rất là ấn tượng. Thực tế trong quá trình sử dụng thì mình gõ văn bản là chính, thì sản phẩm này có thể đáp ứng cho mình khoảng tầm là 8 tiếng làm việc. Như vậy là mình hoàn toàn có thể làm việc từ 8 giờ sáng cho đến chiều mà không cần phải sạc. Và rõ ràng đây là một cái sản phẩm MacBook Pro. Apple đã nhấn mạnh chữ Pro có nghĩa là hướng tới một cái đối tượng người dùng là nó chuyên nghiệp hơn. Và với cái con chip Core i5 và xung nhịp là 2.9GHz cùng với RAM là 8GB, máy sẽ được trang bị card đồ họa tích hợp, đó chính là Intel Iris Pro Graphics 550, có cái dung lượng đó chính là 1.5GB. Và với cái cấu hình này thì các bạn có thể phục vụ cho những cái nhu cầu đồ họa nhẹ nhàng, ví dụ như là Photoshop, Lightroom, chỉnh ảnh, Illustrator, rồi là dựng video ở mức đơn giản các bạn nhé. Dựng video thì chỉ ở mức bình thường thôi, không thêm hiệu ứng, rồi là không render 4K quá nhiều thì là cái chiếc máy này có thể đáp ứng được. Còn Photoshop các thứ chỉnh ảnh thì bét nhè luôn. Và rõ ràng đây là một cái option cấu hình cơ bản nhất, chính vậy là cái mức giá của nó cũng là hấp dẫn nhất, và nó lại còn là đời 2016. Thực sự là các bạn không cần phải mua 2017 làm gì cả. Bởi vì thực sự nếu mà bạn nào không thích mới hẳn thì các bạn có thể mua cái phiên bản 2016 này cho nó rẻ hẳn. Còn nếu mà bạn nào mà thích mới hơn thì các bạn có thể tìm đến những cái phiên bản MacBook Pro Retina 13 inch có Touch Bar năm 2017 hoặc 2018 thì giá nó chênh tương đối là nhiều. Và mình thấy là thực sự ở thời điểm hiện tại thì cái chiếc máy này nó rất là phù hợp với lại những cái bạn nào mà làm văn phòng, gõ văn bản cũng như là làm content này, rồi là thỉnh thoảng phải design một vài thứ cơ bản, thì cái chiếc máy này rất phù hợp với các bạn. Và video trên tay cũng như là chia sẻ với các bạn về cái sản phẩm này đến đây là kết thúc. Anh em có bất kỳ cái comment hay ý kiến gì thì đừng quên để lại comment ở dưới bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.